Rồi ok, hello anh em, mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Savi TV. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục được theo dõi một trận đấu 2-2 trong con game điện thoại di động Aqua 3. Và đây là bản đồ khu công nghiệp anh em. Bắt đầu rồi. Một bản đồ khá rộng lớn và có một đường bờ biển ở hai bên. Chúng ta và đồng minh sẽ cần phải triển khai thật nhanh các tòa nhà thôi. Mau chóng rà soát bản đồ, tìm kiếm lấy các thùng tài nguyên trên khắp bản đồ để có được những lợi thế về đầu game về tài nguyên. Em phải quản hết sức mình thôi. Và chúng ta ở rang thấp hơn, hai người chơi bên phía lực lượng quân địch sẽ là những người chơi ở rang kim cương. Em chỉ có một mình chúng ta là ở rang vàng thôi, tuy nhiên thì vẫn phải quản hết sức mình anh em. Mọi thứ đã bắt đầu căng thẳng rồi. Với một bản đồ như thế này, chúng ta cần phải chú ý rất nhiều, chiếm lấy các thùng tài nguyên và cố gắng, thật sự cố gắng chiếm lấy các thùng tài nguyên em. Rà soát thật nhanh bản đồ và đã buộc phải sử dụng một item lính trinh sát bằng vàng rồi. Như vậy lực lượng quân xanh đã chiếm rất nhanh tài nguyên em. Chúng ta thật sự là không có cửa rồi. Quân xanh đã chiếm rất nhanh tài nguyên rồi. Chúng ta đã có rất nhiều tổn thất. Lính bộ binh xanh thật sự là quá mạnh mẽ anh em ơi. Và họ đang cố gắng chiếm lấy tài nguyên của chúng ta rồi. Kéo lên phía trên ngay vào luôn anh em. Chúng ta vẫn còn đến 3 đồng bị lính, nhưng họ vẫn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Và mình cũng đang gặp phải những sự khó khăn. Thì lực lượng quân xanh đã rất nhanh để có thể chiếm lấy tài nguyên của đồng minh anh em. Chúng ta cần phải mau chóng hơn thôi, tăng tốc lên thôi. Và đối với những người chơi hệ chơi chay như chúng ta thì kiếm lấy được tài nguyên và lúc này là chắc chắn rất khó khăn rồi. Quân xanh đã có một đơn vị tăng lửa rồi anh em. Rút lui thôi. Đầu bên dưới này cũng vậy anh em. Chắc chắn rằng họ đã chiếm được thùng tài nguyên phía bên này rồi. Đồng độ với quân xanh là tiếp tục rồi, rút lui thôi. Phải cố gắng triển khai các đơn vị tăng level 1 rà soát bản đồ thôi. Lính bộ binh là không đủ lực đam rồi. Có lẽ chúng ta còn phải cố gắng hơn rất nhiều anh em. Đối với những trận đấu mà chúng ta ở rang thấp hơn thực lượng quân xanh thì có lẽ là phương án tốt nhất đó là phòng thủ căn cứ nè. Mà chúng ta vẫn đang tìm cách cố gắng chiếm lấy thùng tài nguyên. Phía bên chúng ta thì hoàn toàn không thể chiếm được rồi anh em ơi. Hai đối thủ khá là đáng gờm rồi. Mình đã phải cố gắng hết sức nhưng không thể nào, không có cách nào cả anh em ơi. Tăng phun lửa từ phía lượng xanh thực sự là quá mạnh rồi. Chúng ta phải tiếp tục sử dụng những item bút tài nguyên và cần phải mau chóng chờ đợi nâng cấp cho chính lên level 3 để có thể có được những đơn vị tăng 3 anh em. Tiết kiệm tài nguyên để nâng cấp cho chính lên level 3 là cần thiết hơn. Như vậy là quân địch đã có những sự triển khai về không quân rồi. Họ có cả hải quân anh em. Tàu level 1 khá là khó khăn rồi. Chắc chắn là chúng ta sẽ không thể đủ lực để có thể chiếm lấy được tài nguyên ở trên biển rồi anh em ơi. Họ có tàu level 1 số hơn chúng ta rồi. Quân xanh dường như đã dốc toàn lực để có thể chiếm lấy được các thùng tài nguyên rồi. Chúng ta còn phải có một lô cốt chống hàm anh em. Một tháp chống hàm không ổn rồi. Như vậy là ngay lập tức thì quân xanh đã tiếp cận vào phía đường bờ biển và chúng ta đã có nguy cơ mất đi một tháp chống hạm 300 vàng. Tổn thất khá nặng nề rồi. Đang thiếu tài nguyên rồi mà lại còn mất thêm một tháp chống hạm, thật sự là một tổn thất quá lớn anh em. Không xong rồi.
chắc chắn là chúng ta sẽ mất đi những nhà sản xuất thuyền là chắc chắn rồi anh em ơi. Thật sự là quá khó chịu. Đồng minh vừa nhắc nhở chúng ta đây là những người chơi rất mạnh mẽ rồi. Chúng ta còn phải thay thanh thác thôi. Cố gắng phòng thủ đường biển em. Mất đường biển là chắc chắn rồi. Tuy nhiên thì cố gắng không để mất thêm những tòa nhà khác anh em. Dép của những đơn vị thuyền Delta của họ rất trâu và sức đam rất thường là ghê gớm anh em ơi. Chỉ có hai đơn vị thuyền thôi mà chúng ta đã mất đi hầu hết lượng máu của tàu nhà sản xuất hải quân anh em ơi. Quá khó khăn rồi. Một đơn vị thuyền Delta đã làm khó chúng ta rất nhiều. Và có lẽ chúng ta cần phải nâng cấp nhà xuất xe cơ giới lên level cao hơn. Thật nhanh thôi. Mà cũng cần phải có thêm nhà xuất xe chuyên dụng nữa anh em. Tiếp tục là tài nguyên. Nguy to rồi. Thật những người chơi quá mạnh mẽ và quá kinh khủng rồi. Chúng ta thật sự không có cửa trong trận đấu này. Rõ ràng là ở kèo dưới rồi anh em. Và có lẽ phải sử dụng một item vàng thôi, 20 vàng. Chúng ta còn phải có thêm tài nguyên và đây là một trận đấu thật sự là khó khăn. Không nên tiếc những lượng vàng nhất đời anh em. Và cũng cần phải thận trọng hơn khi có lẽ họ sẽ có được những đơn vị chiến đấu cơ kết hợp với những phương án tấn công bằng đường biển anh em. Chúng ta còn phải sử dụng một phương án nào đây? Có lẽ là xây dựng một tháp chống hạn là cần thiết hơn. Sản xuất dựng đơn vị tăng 3. Mọi thứ thật sự là quá căng thẳng anh em ơi. Đây là một trận đấu mà những đối thủ chúng ta ở đều ở rang kim cương. Chỉ có một mình chúng ta là ở rang vàng thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ cố gắng chiến đấu và cống hiến cho đây một trận đấu thật hay. Dù thắng dù thua thì chúng ta vẫn phải luôn ngẩng đầu, vẫn luôn vào là vinh quang anh em. Thuyền Delta lại tiếp tục tiếp cận vào tháp chống hạm của chúng ta rồi. Có lẽ là họ sẽ cố gắng tiếp cận và bắn phá hủy tất cả các tòa nhà ven biển chúng ta thôi. Chúng ta cần phải mau chóng có tăng 3. Khá là cần thiết rồi anh em. Đã có tháp chống hạm rồi. Có tăng 3 là cần thiết hơn và lúc này tiếp tục sử dụng thêm những item vàng, item đỏ anh em. Chúng ta đang rất cần những lượng tài nguyên lớn. Tuy nhiên thì thùng tài nguyên lại xuất hiện ở trên biển rồi. Và lại là khó khăn. Như vậy là quân xanh đã có những đơn vị chiến đấu cơ. Và chúng ta cần phải sản xuất thật nhanh những đơn vị tăng phòng không khác anh em. Những đơn vị tăng nhiễm là cần thiết. Như vậy là họ đang muốn bắn phá chúng ta rồi. Đang thiếu tài nguyên. Mà bây giờ là phải đối đầu với lực lượng quân xanh bằng các đơn vị không quân. Chúng ta đã lường trước điều này rồi. Tuy nhiên thì không thể ngờ được rằng họ lại có những đơn vị không quân rất nhanh. Hai đơn vị không quân anh em. Và có lẽ chúng ta còn phải xây dựng thêm nhà năng lượng để tiếp tục có thêm những tòa nhà phòng thủ khác thôi anh em. Đây là hai đối thủ khá cứng và khá mạnh. Chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Có lẽ là phải đẩy cao các đơn vị lính trinh sát ra phía bên ngoài thôi. Và cần mau chóng nâng cấp nhà chính lên level cao hơn. Lại hết item rồi. Thật sự là quá khó khăn mà anh em ơi. Ta đã có đủ 7 nhà cung cấp tài nguyên.
tạm thời là ổn. Nhưng để có được thêm nhiều đơn vị chiến đấu hơn thì chúng ta cần phải có nhiều tài nguyên hơn em. Như vậy là quân xanh lại tiếp tục kéo xuống một đơn vị tăng phun lửa, và đây có lẽ là một đơn vị tăng trinh sát từ phía quân xanh em. Lính bộ binh phải rút lui thôi, không đủ sức để có thể chơi và đấu lại lực lượng quân xanh rồi. Những người chơi ở đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta đã có được khá nhiều các đơn vị tăng nhiễm, và tăng 3 cũng đã có được triển khai rồi anh em. Vừa phải bảo vệ đường biển kết hợp với bảo vệ đường không và cả bảo vệ đường trên bộ nữa anh em. Thực sự chúng ta đang thiếu thốn tài nguyên là rất nhiều. Như vậy là họ lại tiếp tục tấn công chúng ta rồi. Tiếp tục sử dụng một item phòng thủ thôi. Đây là một sự khóa rồi rất là ghê gớm anh em. Chúng ta cần phải sử dụng thêm các công trình khác, đẩy lui căn cứ vào phía bên trong. Đã có nhiều xe nhiễm, nhưng không biết có đủ chơi hay không đây. Tiếp tục phải sản xuất thêm tăng 3, sản xuất thêm những nhà sản xuất xe chuyên dụng đó anh em. Chúng ta đang rất lo sợ họ sẽ sử dụng một phương án nghi binh tấn công bằng không quân để ép chúng ta sản xuất thật nhiều xe nhiễm, và ngay sau đó là họ sẽ tấn công ta bằng các đơn vị xe cơ giới hoặc là hải quân anh em. Có lẽ là chúng ta cũng cần phải có thêm những đơn vị hải quân thôi. Đồng minh chúng ta đã có được xe khói rồi. Quá tuyệt vời đồng minh ơi. Chúng tôi đang rất hy vọng vào đoàn đồng minh này, những người anh em tốt của chúng ta anh em. Mà chúng ta để có thể hỗ trợ đồng minh thì chúng ta cần phải lo chúng ta thật sự là tốt, để đồng minh chúng ta bớt đi một mối lo và có thể thoải mái tấn công vào căn cứ lửa quân xanh. Thật sự là phải thận trọng anh em. Đưa các đội hình xe tăng 3 ra phía bên ngoài. Có lẽ là còn phải có thêm một đơn vị tăng phòng không tiếp theo thôi. Tiếp tục sản xuất thêm tăng 3. Lính 2. Có lẽ chúng ta còn phải nâng cấp nhà sản xuất thuyền lên level 2. Có thêm một vài đơn vị thuyền Viking là cần thiết hơn anh em. Chúng ta đang khá là lo lắng khi lực lượng quân xanh vẫn còn quá mạnh mẽ. Đụng độ với một đơn vị lính trinh sát giữa đồng minh chúng ta. Tiếp tục nâng cấp nhà sản xuất xe chuyên dụng level cao hơn để có thể có được xe khói nè. Và sản xuất thêm tăng 3, kết hợp với xe nhiễm là cần thiết. Và có lẽ chúng ta cũng cần phải có thêm tài nguyên để đủ có thể sản xuất thêm những đơn vị thuyền Alligator, để nếu như lực lượng xanh tấn công ta bằng những đơn vị thuyền Viking thì chúng ta vẫn còn có cái gì đó mà chống cự anh em. Phút thứ 13. Như vậy là lực lượng xanh đã có rất nhiều cái đơn vị chiến đấu cơ. Quá căng thẳng rồi. Và ngay lập tức thì đồng minh ta đã bắn phá liên tục các đơn vị chiến đấu cơ từ phía lực lượng xanh làm. Quá dữ dội anh em ơi. Đồng minh đã làm việc rất tốt và đã tiêu diệt được đến 8 đơn vị chiến đấu cơ từ phía lực lượng quân xanh làm. Quá tuyệt vời đồng minh ơi. Chúng ta đã có lợi thế hơn rồi. Tổn thất của họ là rất nhiều rồi. Ngay tức sản xuất thêm xe khói là cần thiết vào lúc này. Tiếp tục sử dụng thêm một item, sản xuất thêm các đơn vị lính bằng vàng. Có lẽ là họ đang chuyển hướng tấn công tài bằng các đơn vị không quân. Tuy nhiên thì họ đã thiệt hại rất nhiều các đơn vị chiến đấu cơ, và có thể họ sẽ thay đổi chiến lược anh em. Chúng ta phải rất lo sợ về điều đó rồi. Phút thứ 14. Đồng minh chúng ta cũng đã có được những đơn vị chiến đấu cơ và đã rõ ràng là đang đi chính xác rồi. Như vậy là quân xanh có rất nhiều các đơn vị tăng giới, tăng phòng không. Họ có rất nhiều các đơn vị chiến đấu cơ anh em. Có cả máy bay ném bom nữa rồi, nguy to rồi.
Kinh khủng quá. Đánh sớm thôi đồng minh ơi. Có lẽ chúng ta cần phải đánh cao tấn công sớm thôi. Sẽ là một trượt giao tranh rất dữ dội rồi. Rất lo sợ anh em. Giao chiến rồi. Sẽ khỏi đâu rồi. Di chuyển thôi. Và đồng minh đã tấn công vào phía lực lượng quân xanh lam. Và chúng ta chuẩn bị tấn công vào căn cứ lượng quân xanh nước biển em. Dựng một item tổng số tấn công là cần thiết. Di chuyển thôi. Cùng đội với quân xanh rồi. Tổng số tấn công anh em bằng vàng luôn rồi. Quân xanh ngay lập tức đã phải điều các đơn vị máy bay ném bom. Tuy nhiên thì chúng ta đã chơi rất nhanh, phối hợp nhịp nhàng với đồng minh. Tăng phòng không đã phải làm việc cất lực rồi, vì họ có quá nhiều cái đơn vị chiến đấu cơ. Thật sự là quá đẹp. Bật khói lên, họ đến rồi. Di chuyển khó thôi. Tiếp tục di chuyển và bắn phá vào các đơn vị tăng bè từ phía lửa hữu xanh. Chúng ta phải cho họ biết họ chúng ta là ai. Những người anh em kính tộc Đông Lào bất diệt anh em ơi. Không phải là dạng vừa đâu. Tiến công thôi. Tổng số tấn công. Một vụ tiến công từ phía chúng ta và đồng minh. Cùng lúc tấn công ở cả hai mặt trận. Mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt anh em. Anh em thấy trận đấu này đủ hay thì anh em hãy nhớ cho mình một like nha. Di chuyển liên tục các đơn vị tăng ba, tăng phòng không. Máy bay thọ đã phải ném bom. Tuy nhiên thì họ gặp rất nhiều khó khăn với chúng ta rồi. Chúng ta có khói và sẽ nhiễm. Xe khói đã hết khói và chờ đợi những xe khói khác đẹp. Chúng ta và đồng minh đã phối hợp tấn công với nhau một cách rất nhịp nhàng ở cả hai mặt trận. Đội kháng liên tục với lực lượng quân xanh và ngay lập tức thì họ đã phải đếm trả thất bại rồi. Quá tuyệt vời. Và chúng ta là những người anh em cứ tộc Đông Lào thật sự là rất mạnh mẽ và không bao giờ bỏ rơi nhau. Mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Anh em nào muốn tham gia và con game Aqua 3 và cùng chơi 2-2 với mình với những anh em thật sự là đỉnh thì hãy kết bạn Zalo với mình theo số 0924762081 nha anh em. 0924762081 là số điện thoại Zalo của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Hân hạnh được phụ anh em với những trận đánh 2-2 thật sự là hay và gay cấn. Quá tuyệt vời. Chiến thắng gần như là chắc chắn và đây là phút thứ 19 của trận đấu anh em. Một trận đấu mà chúng ta vừa đánh, vừa nói chuyện, vừa quay video thật sự là rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã phối hợp với đồng minh thật sự là quá tuyệt vời và không có một chút gì gọi là sợ hãi đối với lực lượng xanh, thật sự là mạnh cả. Chiến thắng rồi em ơi. Quân địch đã đầu hàng. Chúng ta đã tưởng tượng ra rằng họ sẽ mạnh mẽ chúng ta rất nhiều bởi vì họ đã có những đơn vị máy bay ném bom to. Thật sự là rất nhanh. Nhưng chúng ta và đồng minh đã tấn công một cách rất bất ngờ và ngay lập tức thì gây thiệt hại cho họ nè. Máy bay thọ lại tiếp tục bị tiêu diệt rồi. Quá tuyệt vời. Bất ngờ chưa bạn ơi? Thật sự là quá bất ngờ. Chúng ta và đồng minh đã phối hợp với nhau quá nghĩ anh em. Một chiến thắng tuyệt vời.
những anh em kinh tộc Đông Lào bất diệt anh em ơi, rất hay. Cảm ơn anh em, cảm ơn hai người trên phía lưu quân xanh, cảm ơn người đồng minh tuyệt vời và cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chiến thắng rồi. Quân xanh dường như đã mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều ở đầu trận đấu và chúng ta không thể chiếm lấy tài nguyên. Nhưng với việc sử dụng những item hợp lý, kết hợp với đồng minh sản xuất ra tăng 3, xe nhiễm và xe khói một cách hợp lý, chống lại lực lượng quân xanh một cách bất ngờ và tấn công một cách rất bất ngờ ở phút thứ 15, thì ngay sau đó lực lượng quân xanh đã trở tay không kịp anh em. Mặc dù họ đã có rất nhiều các đơn vị máy ném bom thò kết hợp với tăng rớt và có cả tăng phòng không, nhưng họ đã không thể ngờ được rằng chúng ta đã có quá nhiều xe nhiễm và xe khói và tấn công ở cả hai mặt trận. Thật sự là họ đã rất bất ngờ anh em, và chiến thắng là chắc chắn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chiến thắng rồi anh em ơi.